nói chuyện khác là mấy bộ chút này mà nếu mà chịu đốn ra đang đồ rất nhiều đó mà khách ha, đúng không? Hồi xưa ta đi vô đâu mua mấy cây này đang vỏ này kia nè. Trồng nhân thọ này giờ ra nhiêu chậu anh khách? Thì cầm không nói sao mừng.